Ok, hello hello. Chào bạn Blue Pixel, chào Akita, chào Nguyễn Thu, chào Bui, chào Hanay. Chào Thanh Pate. Hôm nay thì mình livestream trễ 30 giây là do hôm nay mình nấu ăn hơi muộn, cơ mà không sao cả. Thông thường ấy thì như hôm qua mình đã bảo đó là hôm nay đáng lẽ mình sẽ chơi Hive Virus, cơ mà nghĩ lại rồi thôi thì cứ tiếp tục chơi Monster Hunter đi. Game chơi đang cuốn. Và ngoài ra ấy thì lát nữa vào 21:55 tối nay này thì khi đấy Bandai Namco họ sẽ chiếu trailer story của Elden Ring Shadow of the Erdtree. Cho nên mình sẽ chơi Monster Hunter đến lúc đó. Rồi khi đấy thì mình sẽ đi ra ngoài mình xem trailer này và sau đó thì mình sẽ bắt đầu ngồi và phân tích những thứ mình có được ở trong loại trailer này luôn. Cái trailer này thì đây là trailer gameplay, à nhầm trailer story, cho nên nó sẽ mang lại cho mình rất là nhiều chi tiết về cốt truyện, nhiều hơn rất là nhiều so với cái trailer gameplay hôm trước. From kiểu gọi là vẫn là From Software, họ không thèm gọi là không kèn chống gì cả, cứ thế ném trailer thôi. Không cần phải thông báo trước, không cần phải gọi là ê chúng tôi sắp sửa có trailer này hay là cái gì cả. Đúng toàn kiểu từ trên trời rơi xuống luôn ấy. Bất ngờ rắc cả man. Chính bởi bất ngờ như vậy cho nên fan họ mới kiểu bất ngờ chứ đúng không? Thế mà ok, lát nữa tính sau này, bây giờ thì vào trong game. Tưởng ông không xem trailer của game, có xem chứ? Trailer game nào chứ game của nhà From thì bỏ sau được mà. Bây giờ bởi vì mình không kết nối được vào trong Steam ấy, cho nên vào game lâu rắc cả man ra, lần sau chắc là mình sẽ bật game trước khi chính thức bắt đầu livestream vậy. Chứ vào khá là lâu nha. Khi nào làm mấy cái challenge ở trong những cái tựa game show không ạ? Cũng khá là khó bởi vì về cơ bản ý, thì mình cũng không thực sự thích những cái challenge mà tự đặt ra để làm khó bản thân cho lắm. Cơ mà cũng hên xui, bởi thông thường thì mấy cái challenge đấy thì nó hút người xem khá là nhiều. Cho nên mình đang suy nghĩ. Có trailer hả? Không biết luôn, đúng rồi. Tối nay vào 21:55 sẽ có trailer. Trailer bắt đầu cái đoạn trailer kia ấy, cái buổi YouTube của họ, họ bắt đầu công chiếu vào lúc 21:55, cho nên mình nghĩ là sẽ đợi tầm khoảng 5 phút cho đến 22 giờ hoặc là 22:30 thì trailer sẽ bắt đầu chính thức phát, mình nghĩ là vậy, cũng chả rõ lắm. Đoán thế, hên xui. Ok, tiếp tục vào trong Monster Hunter Rise. Hôm qua thì mình đã chơi Weebu Sword rồi, cho nên hôm nay thì mình sẽ đổi sang một vũ khí mới gì đấy. Mình muốn là ngược lại hoàn toàn so với Weebu Sword, và đó sẽ là Great Sword hoặc là Hammer. Mình sẽ chọn Hammer, bởi vì Hammer nó ngược hoàn toàn luôn. Great Sword thì nó vẫn là kiếm, còn Hammer thì nó không phải là kiếm luôn. Defender Hammer này. Đến 10 giờ xong đợi thêm 3 phút nữa nhé. 30 phút nhé, tâm tưởng thì là thế. Thông thường thì sau khi đến
Thông thường thì sau khi YouTube của họ bắt đầu công chiếu xong ấy thì mình sẽ đợi thêm tầm khoảng best nhất là 30 phút nữa thì trailer mới bắt đầu chính thức chiếu. Thông thường thì là vậy. Hinoa này nhìn kỹ vẫn thấy cutie face khá là xinh nha. Ê, từ từ, mấy ông khóa, à nhầm, bọn Steam khóa IP rồi thì mấy ông tải Ghost of Tsushima kiểu gì vậy? Tâm thường thì mọi người thường hay fake IP để tải về. Fake IP để mua game, còn với mình thì mình lên các trang kiểu như là G2A để mua game. Ở ngay phía bên dưới phần miêu tả của video này thì mình cũng có để cái link, kiểu cái link G2A, cái link mình đã đi vào để mua game ấy, mua key game của cái game này ở trên trang G2A kia với giá 19 đô. Dành cho bạn nào muốn, có thể bấm vào và mua game rồi chơi cùng với mình. Rất là nice. Game hay rất các bạn ấy thể. Trên thực tế thì mình thích dòng Monster Hunter có phần còn hơn cả Dark Souls và Elden Ring. Cơ mà rồi, hôm nay thì mình sẽ bắt đầu sang bên High Rank, tức là nhiệm vụ 6 sao này. Những con quái đầu tiên mình đi săn nó sẽ là một con có tên là Ghost Handrak. Chưa nghe nói bao giờ cả. Wyvern nó có đẻ trứng không anh? Mình cũng chả rõ. Hiện tại mình cũng không biết là cái đứa kia, kiểu cái đứa ra nhiệm vụ cho mình ấy, thì nó là một con, kiểu nó là một đứa thuộc tộc Wyvern. Và nó đẻ con hay là đẻ trứng nữa, nó khá là hên xui. Ok. Anh đổi RAM lâu chưa? Mình đổi RAM vào hồi tầm khoảng tháng trước. Cũng tầm trên dưới một tháng trước rồi, mình không nhớ chính xác cho lắm. Cho tôi chơi với, bây giờ thì mình đang chơi một mình thôi. Bây giờ thì mình đang trải nghiệm vũ khí cho nên mình chơi một mình thôi. Chứ chơi cùng với cả người khác thì vào họ toàn đấm chết quái chứ mình có trải nghiệm được cái gì đâu. À quên, đầu tiên là phải vào trong khu huấn luyện để thao tác cơ bản dùng vũ khí trước đã mà nhỉ. Thắc mắc một chút là tại sao tôi mua game rồi cơ mà cái PSN không link được là sao nhỉ? Ở Việt Nam thì đâu có PSN. À đâu, bạn này ở bên Hàn Quốc. Bạn này ở bên Hàn Quốc hay là ở Nhật nhỉ? Hình như là ở Nhật. Cơ mà mình cũng nghe nói đó là Sony họ cũng chặn ở Nhật hay là gì đấy, mình cũng không rõ lắm. Có không nhỉ? Ok. Thế nào bây giờ búa ấy, bấm Y để đánh như thế này này. Bấm Y để đánh kiểu như vậy. Bấm B thì nó sẽ là đánh như này. Đam to phết đấy, không đủ đâu. Combo một hồi xong nó lên 600 đam luôn kìa. Thế nào, weapon control hammer bấm Y để đánh qua đầu, bấm B để có thể đánh ở phía bên dưới này, bấm dưới RB để sạc. Mình thả nút RB ra, sau khi đã sạc xong thì mình sẽ tung ra một đòn charge attack này. Bấm B trong khi đang charge thì nó sẽ dùng một đòn có tên là charge switch. Cái đòn charge switch này thì nó sẽ charge trên attack action, à nhầm, trên charge. Nó sẽ thay đổi cái thao tác sạc đòn của mình. Mình sẽ có thể kích hoạt lại nó để có thể reset nó.
Và nếu như mình reset nó thì nó sẽ khiến cho cái thanh chart level của mình nó tăng lên tối đa luôn nữa. Chứ siêu bay của cái này thì bấm LT cộng Y thì nó sẽ... để xem nào. Đầu tiên thì nó sẽ ra một đòn leap attack này, mình sẽ có thể chạc trước khi tung cái đòn đó. Và nếu như mình chạc thì khi mình tung đòn thì nó sẽ gia tăng sát thương của cái đòn siêu bay spinning Blood Geon kia. Cái đòn siêu bay thứ hai thì nó có tên là Impact Crusher, mình bấm LT cộng B. Mình sẽ nhảy đến phía trước và sau đó tung ra một chuỗi đòn cực kỳ mạnh mẽ. Đồng mình sẽ nhảy đến phía trước và trong khi mình nhảy thì mình sẽ liên tục tung ra một chuỗi combo vô cùng mạnh mẽ. Số lượng combo mình tung ra thì nó sẽ phụ thuộc vào số lượng sạc vũ khí của mình đã sạc trước đó. Sạc như này hử? Nó sẽ có thể sạc tối đa là 3 phát này. Sạc xong bấm B. Xong, đâu sau khi sạc xong mình bấm B ấy, thì nó sẽ đổi sang như thế này. Nó như thế nào nhỉ? Đầu tiên ấy, thì khi mình sạc thì nó sẽ như thế này này. Còn mà trong khi mình sáng ấy, thì mình bấm B một phát thì nó sẽ đổi cái động tác sạc của nó. Nó cho phép mình sạc thêm 2 phát nữa và khi mình sạc như vậy thì mình sẽ đánh mạnh hơn. 147 đam này. Về xong thì nó là 147 đam, còn thông thường thì nó sẽ là như thế nào? À đâu, vừa xong đó là combo bình thường mà. Như vậy đó. Đổi chiêu mình dùng thôi. Thế thì cái vũ khí này nó cũng tương đối dễ dùng nhỉ? Nó khá là dễ dùng. Xem nào. Đó là chiêu Spinning Blood Geon. Nó là cái chiêu xoay búa ở bên Monster Hunter World. Cơ mà bây giờ được đổi thành chiêu siêu bài này. Mình sẽ có thể sạc búa trước khi mình dùng. Cũng tương đối mạnh. Chiêu siêu bay còn lại này. Thông thường nếu như mình không sạc ấy thì nó sẽ chỉ đập một phát như vậy thôi. Còn nếu như mình sạc thì nó sẽ đập nhiều đòn hơn theo như lời của cái đoạn chiêu lừa ở theo như lời của cái Hunter Note nó nói. Đợi mình tẹo. Hai trăm linh chín đam cũng khá là mạnh nha. Cơ mà ở trong cái Hunter Note này thì nó bảo là cái chiêu siêu bay vừa xong mình sử dụng ấy thì tùy theo mức độ sạc của mình thì nó sẽ tung ra càng nhiều đòn mà nhỉ. Và mình cũng không cần phải bấm thêm bất cứ cái nút gì trong khi mình sử dụng cái chiêu đó cả. Hơi lạ nha. Từ xanh sang trắng là mắc gồng, còn từ trắng sang xanh thì là sạc từ đầu. Ok. Thế nào, từ... mình không thấy từ xanh sang trắng, mình thấy từ... màu gì xong nó sang màu trắng cơ. Màu tím. Màu tím xong xanh này, xong trắng này. Nó bảo là mình có thể gồng xong rồi bấm Y hai phát nữa để nối tiếp combo cơ mà mình không thấy nhỉ. Sau khi mình trả xong ấy thì mình sẽ có thể bấm Y rồi bấm Y thêm phát nữa. Cơ mà vừa xong mình không thấy. Hay là mình chỉ bấm sạc một lần thôi. Chứ sạc hết cỡ thì nó sẽ không bấm được. Có vẻ là vậy. Để xem nào, cái chỗ kia thì là cái combo ở phía bên dưới thì là chạc đến mức 2 này. Sau khi chạc đến mức 2 xong mình nhả ra rồi bấm B một lần rồi bấm Y hai lần.
B I I được không ấy nhỉ? Không thấy được. Mình cũng không chắc là có được hay là không nữa. Ra cho con mèo chỉnh vô hạn white bug test cho thoải mái, mình không thích chỉnh kiểu vậy lắm. Chịu trả rõ, tôi kệ đi. Cái combo cuối cùng kia chắc là nó cũng không quan trọng đâu mà. Đi luôn. Một con monster mới, con này nó có cái tay của nó khiến cho mình liên tưởng đến con Brachydios, cơ mà có vẻ là không phải. Hay đúng thế nhỉ? À đâu, không. Nó biến tay nó thành kiếm. Con này nó giống như là Brachydios kết hợp một chút với cả Gửi lại Venus đi, kiểu vậy. Nó sử dụng tay của nó làm vũ khí giống như là con Brachydios, cơ mà tay của nó thì lại là một thanh Great Sword giống như là con Brachydios. À nhầm, giống như là con Glavenus. Cái vũ khí này mà xoay kiểu Ninjago nhỉ, thì đúng rồi, kiểu cái búa này thì nó đánh kiểu xoay mà. Ở bên bản Google thì cái búa này thì nó là chơi theo kiểu Ninjago. Còn ở bên game này thì mình cũng không chắc lắm. Hên xui. Mấy con cá này lấy lúc được lúc không nhỉ? Con thỏ này. Thỏ chạy nhanh gớm. Thông tin bên lề về lũ thỏ, thỏ ở ngoài đời nhá. Đó là bọn nó gần như động dục 24/7. Yeah. Nó kia đúng không? Nhìn kỹ thì con này nó na ná, có nét gì đấy giống con Rê Trang. Ngoài chỉ việc nó mập hơn, nó béo hơn. Dắt chỉnh nó. Ê giời ơi! Cái búa này thì nó không có cách nào để có thể counter hay là iframe tránh đòn hay là gì cả. Cho nên cái này nó sẽ dùng rất là khó đấy. Rất là khó đấy. Mình không biết là cái búa này nó có kiểu nó có cái gì để phản đòn hay là tránh đòn không ấy nhỉ? Mình nghĩ chắc là phải có chứ đúng không? Yếu quá. Dùng LT cộng Y ấy, LT cộng Y mình LT cộng Y thì nó chính là cái đòn xoay xoay vừa xong mà. Mình lăn như vậy thì mình sẽ bị mất sạc luôn này.
Một bổm 200 đam này. Ok. Cái pha vừa xong thì ban đầu hơi chật vật thì họ cầm mà cuối cùng vẫn bổ được một vẫn bổ được nó một đòn khá là đau đấy. Cơ mà giáp cái vũ khí búa này thì nó khó hơn so với mấy vũ khí trước đây mình từng dùng. Nó không hề có bất cứ một biện pháp phòng thủ nào cả. Nó là full tấn công thôi. Đấy. Cái búa này này. Only công. Ấy giời ơi. Mất xứ hai cái siêu bài. Con này lượn ngay. Kinh quá. Nhầm rồi. Ok không sao. Ở trong game này thì nó cho mình gọi là tránh trong khi mình đang mài kiếm. Ở bên bản khu ấy thì coi nhà lỡ mình bấm nhầm nút mài kiếm một phát là coi nhà mình sẽ chỉ đứng đấy ăn đòn thôi, chứ mình không có cái nào để tránh ra hay là làm gì đấy được. Ở kia. Yếu thế nhở. Ấy giời ơi. Búa này nó có chiêu lướt không? Nó không có nhá. Nó chỉ tránh kiểu thông thường thôi. Nó kiểu nó chỉ có mỗi cách đó là tránh kiểu như thế này thôi. Đó. Cách tránh duy nhất của nó. Nó là làm như vậy. Ai giời. Mình cứ tưởng nó tính quan mình hay là cái gì đấy cơ. Pha vừa xong mình không sảng thành ra nó yếu quá. Au. Một bổ 200 đam này, ok. Nó điên rồi kìa, tay nó đỏ rồi nhá. Tay nó đỏ lên tức là nó bắt đầu hóa băng đúng không? Ui giời ơi. Tay băng kìa, nhìn khá là ghê nhá. Công nhận nhìn gấu phết đấy, không được đâu. Yếu. Hôm nào anh chơi hai virus vậy mình sẽ chơi lại hai virus sau khi mình bớt nghiện bớt nghẹo game này. Ok rồi, như thế này này. Bổ dậy sớm thế. Mình mới bổ được mỗi hai phát, con này nó dậy sớm rất các bạn ấy, và nó có đòn kèm kiếm khí tầm xa luôn kìa. Để Zoro xử nó rồi. Bom sáng. Ao. Vũ khí cùi quá. Tù dã man luôn. Dùng búa này thì chắc là mình sẽ cần phải có ngọc Evet Widow thì nó mới hiệu quả chứ đúng không? Thì tránh này nó mới có hiệu quả. Còn không thì tránh yếu lắm. Cái thai vừa xong đam to phết hay không đùa đâu. Ok. Chạy luôn kìa.
Cơ mà cái pha hồi nãy lúc nó bị ngã ra thì nó đứng dậy sớm quá, nó đứng dậy sớm rất cái màn ấy, mình gần như là không kịp bổ phát nào cả. Mình đang tính đó là mình sẽ sử dụng cái combo liên hoàn bổ của mình vào đầu nó cơ. Cơ mà nó không kịp. Kiếm ngầu cầm con gấu kia hơi đần, đần đâu nó khôn dã man ra đấy, chẳng qua do mình hay quá thôi. Mình kiểu mình hay quá, mình áp trình nó quá, thành ra nhìn trông nó có phải đần thôi chứ thực ra nó hơi bị khôn đấy. Không đùa đâu. Cho mọi người vào là nãy giờ chết lên chết xuống rồi. Ấy nó bị dính độc kìa. Ấy giời ơi. Cái pha vừa xong mình không bấm, kiểu mình không muốn bấm tránh, bởi vì tránh xong thì nó sẽ bị mất cái đống sạc mình đã sạc nãy giờ. Ủa kìa, what the fuck. Lại bỏ đi luôn kìa. Thế à, cho tôi vào đi không bạn. Sau này lên Master Rank các kiểu rồi thì mình sẽ có up sau. Bây giờ bảo rồi mình đang test vũ khí. Và mình sẽ không thể nào test được vũ khí khi mà bạn vào và bạn giết quái của mình, hiểu không? Cho nên sau này lên Master Rank các kiểu tính sau. Master Rank hoặc là High Rank. Hoặc ít nhất là sau khi mình đã test hết vũ khí trong game này rồi đã. Đập triệt đầu nó. Ấy giời ơi, mình cứ tưởng nó ngừng rồi. Sao không xả xoang đi, mình đang cố sạc đây. Nãy giờ mình đang sạc đây, cả một vấn đề là cái vũ khí này kiểu nó hơi tù tội quá. Nó kiểu nó có phần tù hơn cả cái vũ khí hôm trước mình dùng. Ok. Không kịp bay lên. Cái pha sao mình đang tính bay lên để mình tránh cái đòn phun băng đó của nó. Nó hai tay hai kiếm kìa. Kiếp nó xong kiếm phải kìa. Lan nữa nó lại ngoạn thêm một cái kiếm ở trên miệng nữa thấy hay nhờ. Đập trượt pha cuối. Ây giời ơi. Vẫn dính cái thằng vừa xong. Mấy giờ có treo lờ thế? 10 giờ nha bạn. Chính xác là 9 giờ 55 phút. Đập trượt má nó. Ở kia. Nè. Cái chiếc kia đập phát nào cả.
Vũ khí này nó tù tội quá. Nó cứ phải xa xa không bị phiền ấy. Không xa thì nó đánh không ra đam. Ấy giời ơi, vẫn dính cái thao vừa xong. Mấy cả mình cảm giác là khi mình cầm búa như thế này thì lúc mình tránh đòn cái ice strength của mình nó hơi bị ít nhỉ. Nó ít hơn những vũ khí khác khá là nhiều ấy, mình cảm thấy là thế hay sao ấy. Ấy giời ơi, tay dài thế. Cung nó cũng sạc thế còn gì, không cung nó linh hoạt hơn nhiều, cung nó bắn tầm xa được. Và cung sạc kiểu cung là xa mức nào là bắn vào đấy luôn, chứ không cần phải sạc hết cỡ như thế này. Lại bỏ đi kìa. Elden Ring mới update trailer mới hả? Vẫn chưa chiếu nhá, sắp chiếu chứ vẫn chưa chiếu. Cái sạc của cung ấy thì nó tiện hơn cái sạc búa này, kiểu cái sạc của búa này ở một điểm đó là nó có thể sạc kiểu nó vừa tấn công vừa sạc được ấy. Tức là kiểu cái cung, cái sạc của cung ấy là nó kiểu nó bắn một phát xong nó bắn phát nữa thì khi đấy nó sẽ tự động sạc lên bậc 2. Còn cái búa này thì nó không thể nào gọi là mình bấm tấn công liên tục thì nó sẽ sạc được, mà mình sẽ cần phải bấm giữ để sạc. Mình sẽ cần phải sạc cho đến khi nào mình thả nút ra thì khi đấy nó sẽ tấn công. Nó tù hơn so với cung. Bạn cung không sạc đang vẫn to, cung nào không sạc đang vẫn to bạn. Trên thực tế kiểu cái việc bạn bắn cung là bạn gần như là không thể không sạc được ấy, bởi vì nó auto sạc cho mình luôn khi mình bắn thường mà. Còn cái búa này thì nó không được như vậy. Ở kia đi đâu đấy? Lúc mình cần nó đánh mình thì nó cứ đánh thế nào ấy. Còn lúc mình đang cần uống máu thì nó cứ quay ra nó đấm mình. Cái chiêu nhảy lộn kia thì có lẽ mình đang đứng trước mặt nó rồi dùng thì tốt hơn nhỉ, đúng không? Cái chiêu lộn kia xoay kia thì mình nên đứng trước mặt nó rồi dùng thì nó sẽ tốt hơn so với cái việc đứng ở hai bên. Sao đối nhiên nó chậm thế? Muốn anh cực quyền à hay là cái gì vậy? Đấy, phải như vậy. Ở kìa. Nó quay ra đấm nhau với con thỏ kìa. Vào tường này. Nhầm rồi. Má, mình cứ tưởng là nó sẽ đâm vào được cái vách kia.
Lúc bay thì căn trúng mặt ấy, không thì đừng bay. Vấn đề là căn trúng mặt khó lắm. Cái này nó kiểu kế vũ búa này nó không êm được, nó không ngắm bắn được. Búa phần này nhìn đẹp hơn hẳn phần rua đâu, phần... Phần rua mình nhìn búa cũng đẹp mà. Bản game nào thì nó cũng sẽ có búa đẹp búa xấu nhá. Nó êm ngay trước mặt mà, không nhá. Nó sẽ luôn luôn bắn cái con... nói sao nhỉ? Khi mình sử dụng cái chiêu búa này thì nó sẽ luôn luôn bắn cái kiểu bắn cái siêu bay này của mình. Nó sẽ luôn luôn bắn cái siêu bay của này của mình ra một phạm vi ngay trước mặt của mình. Chứ nó không phải là bắn đến trước mặt của gấu, nó không phải là kiểu bắn đến chỗ điểm yếu của gấu. Tức là mình sẽ cần phải ngắm bắn sao, mình sẽ cần phải căn sao cho mình bắn đúng cái con chiêu cái chiêu siêu bay kia vào mặt của con quái. Nếu như mình muốn đánh vào đầu của quái, đó. Căn rất là khó. Nhất là khi cái búa này nó không ngắm bắn được, nó không gọi là êm được. Không êm được giống như là cung hay là súng. Gõ kiểu gì nhỉ? Khá là yếu, cái phao xong biết thế mình dùng ấy. Kiểu mình dùng sử cái chiêu siêu bay 2. Nào, cái con này ghét rách cả man. Ok. Fuck. Ok. Nó lùi lại vài bước cái mình đập chết luôn mà. Tránh easy cơ. Ow. Ok, xong. Yep, cái búa này vũ khí của nó đúng kiểu vũ khí của tù trưởng luôn. Siêu tù. Cực kỳ tù tội. Cơ mà cái combo búa này thì mình thấy là có nhiều người họ dùng combo kiểu giã liên tục ấy. Mình nãy giờ mình cố làm như vậy cơ mà mình không giã được. Hay là để giã liên tục thì mình sẽ cần phải gồng trước khi giã nhỉ? Mình tưởng là mình cứ bấm X để chết thôi mà, nhầm bấm Y. Bấm Y liên tục thì nó sẽ giã mà nhỉ? Bam B cơ mà phải trúng quái thì nó mới giãn liên tục à? Ok. Đâu để xem nào. Vào lại trong khu tập luyện nhé. Training area này. Yep, nó là bấm B liên tục. Ok.
nó làm bấm B liên tục thì nó sẽ giã liên tục cứ như vậy. Tại sao sơn Gunland đi bay qua bay lại vui lắm mà Gunland thì nó cũng tù mà. Đúng không? Mình nhớ là vậy. Ông chạy sang ông đứng yên nhả ra đam to hơn mình thấy nó không nhá. Bây giờ thì mình đang chạy này, mình kiểu mình nhả trong khi đang chạy thì nó sẽ là dùng đòn xoay như thế này. À ở đúng to hơn thật. Ok. Khi mình không tránh nữa, mình đứng im, mình thả ra thì nó sẽ bổ hai phát như này thôi. Chấp công nhận là đam to hơn thật. Cái pháp vừa sau mình đập ra bao nhiêu đam ấy nhỉ? Số đam thì nó hiển thị ở ngoài màn hình, thành ra mình nhìn không rõ. Mình không nhìn được. Đam. Ok. Mà mình cũng thử đổi cái chiêu switch skill của cái búa này xem nó có gì hot. Switch skill thành Dash Breaker. Dash Breaker này mình sẽ lao tới phía trước với sự giúp đỡ của mấy con Wyvern kia. Nó sẽ tốn một con bọ và nó sẽ hồi lại rất là nhanh. Ngoài ra thì nếu như mình sạc trước khi mình sử dụng cái đòn nó, mình sạc trước khi mình sử dụng cái đòn này ấy, thì mình cũng có thể bấm RB trong khi đang lao tới để có thể tiếp tục sạc thêm ạ. Nếu như mình sạc trước khi mình sử dụng cái đòn này thì khi đấy cái thanh sạc của mình nó vẫn sẽ được giữ lại. Và ngoài ra mình cũng có thể sạc trong khi đang lao tới và nó sẽ tiếp tục sạc thêm hồn mình nữa, ok? Và ngoài ra thì trong khi mình đang lao tới, lỡ mình ăn đòn của địch thì mình cũng sẽ không bị knockback lại. Nghe có vẻ khá là ngon nhỉ? Nó sẽ khắc phục phần nào cái trạng thái tù tội của cái búa này. Có vẻ là vậy. Có vẻ là vậy nha. Nó sẽ giúp cho cái búa này nó đỡ tù hơn. Nó đỡ bị tù hơn. Chuẩn luôn, nó giúp cho cái búa này nó đỡ tù hơn rất là nhiều ấy, cực kỳ nhiều. Ok, sai luôn này. Nó giống đòn cũ cơ mà bay thẳng, nó bay thẳng, kiểu nó giống đòn cũ cơ mà nó bay thẳng vào. Và trong khi mình bay vào thì mình sẽ không bị mất cái đống sạc mình đã sạc từ trước đó. Ngoài ra thì nếu như mình bị ăn nhất cái đòn nhẹ nhẹ của quái thì mình cũng sẽ không bị đẩy lùi nữa. Đấy, nó mạnh ở cái điểm đấy, nó mạnh ở cái điểm đó là mình không mất sạc và mình không bị đẩy lùi khi mình ăn đòn của quái. Xét về sát thương thì nó không có sát thương bằng cái đòn kia, bằng cái đòn cũ cơ mà nó tiện hơn, ở khoản gọi là tiện dụng hơn. Nó khắc phục được cái vấn đề tù tội của cái búa này. Ông không nói chuyện với cả Hunter, à nhầm, ông không nói chuyện với cả NPC, à không bạn, mình gửi hướng nội. Trò chuyện gì tầm này? Mấy đứa Hinoa kia thì mình nể lắm, mình mới ra mình nói với nó thôi chứ không thì mình bỏ luôn. Ở bên phần Monster Hunter World thì mình cũng toàn đi nhận nhiệm vụ ở chỗ bảng nhiệm ở cái chỗ bảng bảng nhiệm vụ chứ mình không đi nói chuyện với cả con handler. Con này nó gồng, à nhầm, nó gầm rất là khỏe và hàm cũng khỏe không kém này.
Tigrex. Sức mạnh tuyệt đối Tigrex. Cho cái con Tigrex này cái danh hiệu sức mạnh tuyệt đối có vẻ nó không được hợp lắm nhở. Mình nghĩ là cái danh hiệu đấy thì phải cho mấy con kiểu như là Nergigante hoặc là Diboujo thì nó sẽ hợp hơn. Nó sẽ thích hợp hơn, mình nghĩ là vậy. Bay nhầm hướng. Đây cơ. Thêm con nữa để lên 50% này. Yếu. Con Tigress ở phía bên này. Nó là sức mạnh tuyệt đối là do nó chỉ chơi vật lý chứ nó không phun lửa phun nước gì cả. Thì con đấy cũng thế mà, kiểu Nergigante nó cũng thế mà. Nergigante thì nó là con Elder Dragon thuần vật lý đầu tiên và cũng là con duy nhất trong cả series tính đến thời điểm hiện tại. Và nó là con Elder Dragon thuộc hàng top trong đám Elder Dragon. Khá là ghê nha. To gớm. Bổ trượt rồi, kiếp đầu nó cao quá. Yes, mình quên mất một điều, đó là con này mồm to đến cái mức của nó có thể gây sát thương lên mình bằng đòn gầm của nó. Mình quên mất điều này đấy. Ở kìa. Đó, 77 dam này. Vừa tránh được đòn, đồng thời cũng vừa tấn công được nó này. Đồng thời mình vẫn giữ lại được cái mức sạc của mình. Để lúc cần thì mình sẽ như thế này đập trượt, đập vào nách nó. Nách nó hơi cứng. Nhạc nghe chạy phết. Nhạc nghe đáng, kiểu nhạc của nó nghe đáng sợ. Rắc cái man luôn ý. Ây giời ơi, quá ghê. Và đây mình cứ tưởng mình đập trượt cơ. Nó sáng đỏ lên kìa, ở bên bản vua thì nó có sáng đỏ như vậy không nhỉ? Mình nhớ là không đúng không? Mình không nhớ là bên bản vua thì nó có sáng đỏ như vậy. Chạy luôn. Yep. Đổi cái chiêu skill, đổi chiêu siêu bay mới vào phát là cái búa này nó hoàn toàn đánh khắp bọn hẳn so với cái chiêu hồi nãy. Nó khắc phục hoàn toàn cái tình kiểu cái trạng thái tù, nó khắc phục hoàn toàn cái vấn đề tù tội của vũ khí này luôn. Quá ngon. 2M nó là khắc chế của con này rồi, làm gì có chuyện đấy. Cùng chứ. Chơi cung hoặc là chơi súng thì sẽ gần như không cần phải quan tâm đến cái vụ gọi là cái đòn gầm kiểu gào mất máu của nó, tư tử hống của nó. Mặc dù trong trường hợp của cái này thì nó là hổ hống hơn là sư tử hống.
Vào tường xoay người lại. Vào tường xoay người lại. Ngã. Ok. Đợt chiều rồi. Ôi không sao, vẫn dính, vẫn khá là nhiều đam. Tay to quá, à nhầm, mồm to quá. Gào, đau hết cả tay. Cái đam vàng 126 đam hồi nãy là mình đập trúng đuôi của nó hay là đập trúng mấy con bay bay kia nhỉ? Chả rõ. Nhầm đón. Nãy giờ mình cứ liên tục sử dụng nhầm cái đòn, kiểu cái đòn vừa xong thôi. Quá đau. Hại luôn kìa. Cái chiếc xoay búa kia thì mình nghĩ là đáng lẽ nếu như mình xoay trùng nó tất cả mọi hit thì sát thương của nó phải to hơn, to với cái chiêu đứng im đấm chứ, đúng không? Mình nghĩ là thế, đáng lẽ phải thế. Chưa biết dùng thì những đòn chưa stack thì mới dễ stun hay sao ấy, không nhớ mình phải đánh trúng đầu nó cơ thì nó mới stun được. Mọi đòn của cái búa này thì nó đều có khả năng stun cơ, mà phải trúng đầu cơ, trúng đầu thì nó mới stun. Hai con tay Grace và con này gặp nhau này. Cười luôn. Nice. Là ghê, đánh mạnh phát nữa này. Hai con này vốn là đối thủ cạnh tranh nguồn thức ăn của, kiểu nguồn thức ăn của nhau ấy. Theo có chuyện thì là thế. Ở kia, con kia lựa đi. Cái pha vừa xong mình không hiểu tại sao mình không ăn đòn cơ mà ok. Trời ơi. Ai giời kiếp con. Được rồi, khiếp. Cái pha vừa xong mình cứ tưởng mình sẽ căn trúng đầu của nó cơ mà không.
nào. Biết mày mồm to rồi khiếp gào. Nhiều quá cơ. Ở kìa. Đánh nó để cưỡi hết rồi. Kiếp. Tại cái con xanh xanh kia nó khiến cho mình không kiểu không tấn công được con này. Vào tường xoay người. Vào tường xoay người tiếp. Má. Có chịu cái đòn hất đá của nó thế nhở? Cái đòn hất đá đấy ở bên bản World nó có kiểu nó có không ấy nhở? Mình nhớ là không. Có à? Ok, thế thì chắc mình không nhớ. Vào đầu trăm đam không stun. Áo vẫn dính. Chạy đâu hả mày? Ok rồi. Dashbreaker yếu, không yếu đâu bạn. Dashbreaker xét về khoản sát thương ấy thì nó không mạnh bằng cái chiêu cũ cơ, mà nó mạnh vì hướng đa dụng. Nó khắc phục gần như là hoàn toàn cái tình trạng tù tội của vũ khí búa này, của cái tank hammer. Sao trước kia nó có cái gì tìm tím vậy? Con mắt Amalo à? Một cái bẫy của đứa nào đó đặt ra. Ok. Đứa nào đặt bẫy ở đây nhỉ? Hình như con mèo của mình đúng không? Hình như là con mèo của mình nó đặt bẫy ở đây hay là cái gì đấy? Thế bầu chỉ biết né thôi chứ làm gì nhớ chiêu của quái. Không nhớ chiêu quái thì không thu né bạn. Đó là bẫy của con mèo, ok? Nó đặt bẫy xa rách cả man. Bây giờ đi săn con Diablos. À, ok. Mình biết con này. Diablos, một trong những con quái vật nó có sức mạnh gần cũng gọi là tiệm cận với cả Elder Dragon. Nó chưa bằng mấy đứa kiểu Rayjang hay là Devil Joe cơ mà cũng gần gần đến. Mình nhớ là ở trong họ của lũ Diablos này thì nó có một con gọi là có sức mạnh đạt đến ngưỡng Elder Dragon rồi. Nó tên là cái gì? Tên là Blood cái gì mình không nhớ lắm. Ông dùng bọ bay lên rồi bấm B để cancel cái ending screen à? Không bạn, mình thích xem cái ending screen. Bloodbath Diablos. Không phải con Bloodbath đấy. Ý mình là một cái con gì đấy nó kiểu
Nó là kiểu nó giống như phiên bản một sừng ấy. Một sừng của con Diabolos. Hay là cái con Bloodbath nhỉ? Mình không nhớ lắm. Làm highlight đứng trước bọn nó rồi băng cho nó stun đi thì vừa xong mình làm được một phát rồi hay là gì đấy nhỉ? Đúng không? Cổ thần. Cái con Barriot này đúng kiểu gọi là đáy xã hội luôn ấy, bị hết đứa này đến đứa kia bắt nạt. Diablos kiểu mày đánh thằng em tao xong tao ra tao đấm mày. Tao đấm mày xong xong lát nữa tao cũng đấm luôn thằng em của tao. Kiểu vậy. Con Monoblos nó là phiên bản một sừng mà nó ngang nhau thôi à, ok. Thế thì chắc là mình nhớ nhầm với cả cái con Bloodbath Diablos. Diablos, kẻ thống trị vùng hoang mạc này. Khi đánh nhau ở hoang mạc thì nó còn quật chết luôn cả Rathalos nhá. Khổ Rathalos rách cả màn ạ. Rathalos thì nó là con quái vật biểu tượng của Gen 1 đi. Bởi vì nó là quái vật biểu tượng của Gen 1 thành ra bắt đầu từ những thế hệ thứ sau trở đi nó toàn bị lôi ra làm bao cát để thể hiện sức mạnh của những con biểu tượng của những thế hệ tiếp theo thôi. Đến khổ. Nó bị Diablos đấm, nó bị cái con hai con Tigress với cả Nagakuga nó làm một kiểu nó cạnh tranh của thức ăn. Sau rồi nó bị lũ Elden Dragon nó thịt, xong sắp tới thì nó cũng bị cả cái con Malzeno nó giết nữa. Vợ của nó ở nhà thì cứ bị mấy đứa này kiểu vợ của nó ở nhà thì cứ bị mấy con kiểu Glavinus đến lăm le. Khổ dã man. Lên hương được mỗi một thế hệ thôi xong giờ. Khác gì bao cát đâu, khác gì kiểu nhân vật chính ở trong mấy bộ NTR đâu. Diablo nó có tính lãnh thổ cực cao và nó ăn xương rồng nhé. Cái con Diablo kia mặc dù nó cực kỳ hung dữ, cơ mà nó là đồ vật ăn chay, nó chỉ ăn mỗi xương rồng thôi chứ nó không ăn thịt. Nó kiểu mấy con hà mã ấy. Chuẩn bị săn mấy cái Sonic Bomb này. Gầm gì gầm hoài thế mãi. Kìa rồi. Trời ơi, chiếc cột đuôi của nó ghê quá. Nó đang làm cái gì vậy? Vừa xong mình tính bắn cái sân bom để cho nó bị choáng thôi mà không kịp. Phí siêu một cái.
nhau. Đầu con này nó cứ ngoe nguẩy khó chịu rác cả man ra ấy. Để im cái đầu nào. Nhầm siêu tố rồi. Mãi mày trúng được một phát và nó không trúng đầu, nó ra đam trắng. Má. Ở kìa. Khó chịu nhỉ. Con Diablos đấy nó đi ra chỗ nào nhỉ? Hình như là nó đi xuống một khu vực ở phía bên dưới lòng đất hay là sao ấy? Hình như là vậy. Yep, nó đi xuống dưới lòng đất. Một khu vực bên dưới lòng đất. Đây hử? Chuẩn rồi. Sao không phân ngã luôn vậy? Why? Gãy sừng kìa. Ai giời ơi. Quá ghê. Gãy hai sừng luôn này. Ở kìa, sonic bomb không súng. Lại bảo chiêu này yếu nó đi. Tuần này anh có chơi Yu-Gi-Oh không à? Ờ, sẽ suy nghĩ hên xui. Một bổ. Ờ kìa vẫn dính. Why? Cái phòng sau mình tính là nó sẽ quay kiểu quay đầu về phía mình đúng lúc mình rơi xuống mình đập cái mối tụi nó không quay đầu về phía mình, nó quay đầu về phía mấy con chó kia. Vũ khí cùn rồi. Cơ mà Jet bắt đầu biết xài búa rồi. Bắt đầu biết cách xài búa ở trong game này rồi. Đây là trứng của mấy con Herbivore. Herbivore nghe tên hơi giống Gardevoir nhỉ.
Nhắc đến Gardevoir cũng khá là lâu rồi mình chưa chơi Pokemon trên kênh nhỉ? Lâu dã man đi. Đi từ đây thì đuổi lên trên chỗ kia của con Diablos kiểu gì đây? Mình lạc đường rồi, mình không biết là phải đi lên trên kia kiểu gì cả. Đây hả? Ok, đây rồi. Tên lên phải chạy cho nó nhanh. Không cần bạn, đây mình đuổi ra chỗ nó rồi đây. Một bổ không trúng người cơ mà vẫn 136 đam bởi vì lý do không, ý mình là không trúng đầu. Ấy giời ơi, mình cứ biết cái đòn này. Miệng nó có cái gì nó như kiểu nó sắp sửa khè ra sức mạnh, kiểu sức mạnh của rồng vậy, năng lượng rồng ấy, dragon các kiểu. Game gì đây ạ? Monster Hunter Rise nha bạn. Tựa game mà mình thích có phần còn hơn cả Dark Souls và Elden Ring. Nào phát kiếp đi rõ lắm. Con này nó bắt đầu chạy nhiều giống như là cái con chim gì đấy ở tập đầu tiên rồi đấy. Đánh vài bước là nó lại di chuyển sang một khu mới. Boom, cái 77 đam yếu thế, why? Lại nữa kìa, thế nó giáp nó bắt đầu giống như là cái con chim ở tập 1 rồi. Mình khá chắc kèo là cái tình trạng chạy nhiều như thế này thì nó là lỗi game, nó là lỗi code game. Game có double blade không à? Có nha bạn. Game này nó có double blade. Cái double blade của nó thì nó giống như là song dao hơn là song kiếm.
vào tường này. Ở kia nó kiểu vừa xong cái camera nó tự động lock on sang kế chỗ con Tigress, thành ra mình không có tường được. Ấy giời ơi, kiếp vui dài quá. Nãy giờ mình đang cố gắng sử dụng cái đòn lướt kiểu cái đòn đu bỏ của mình cơ mà, bởi vì mình kiểu mình chạy ở cái chỗ dốc ấy, thành ra nó cứ bị trượt trượt kiểu thế này thôi. Khá là khó chịu nha. Quá ngầu, pha vừa xong à. Ok, nice. Pha cuối ngầu rất cảm ơn luôn. Pha cuối là mình kiểu mình đánh, kiểu mình đánh chơi đánh choàng nó ngay trước khi đòn đánh của nó kiểm tra vào người mình đúng không? Thành thật mà nói thì tôi là fan của Dual Blade. Game gì mà có Dual Blade là tôi auto chọn Dual Blade đầu tiên. Weibo, Kirito, Black Swords mượn hàng Shopee, đúng không? Pick Dual Blade thì khả năng cao sẽ bị coi là fan của Levi đâu. Khi nhắc đến Dual Blade thì làm gì có ai nghĩ đến Levi, toàn nghĩ đến Kirito thôi. Tâm tưởng khi mà người ta nhắc đến Levi là người ta nhắc đến cái động tác xoay xoay cơ, chứ không phải là Dual Blade. Ta có rùa rùa đâu trình độ cả. Bây giờ đến săn hai con quái cùng lúc này. Khoai nhá. À khoan, bây giờ mình hết cái chỗ Vinlic Quest ở phía bên góc phải phía trên rồi kìa. Hình như là nãy giờ trong tập này thì mình sẽ cần phải tập trung đi săn cái đi làm cái hub quest, chứ không phải là cái Vinlic, không phải là cái Vinlic Quest. Hình như là vậy. Xoay xoay chính là cái Dual Blade mà có. Thông thường Dual Blade thì mình toàn thấy họ kiểu họ đi vào, họ chạy ra một chỗ nào đấy, xong rồi họ kiểu chém loạn đến chết thôi. Random bullshit go thôi. Mình thấy là vậy cũng chả rõ lắm. Hub quest low rank. Bây giờ thì mình sẽ cần phải đi cày cái hub quest ở trong game này. Cổ nhá. Mình phải làm 5 nhiệm vụ low rank thì khi đấy nó mới bắt đầu mở nhiệm vụ 3 sao cho mình. Có cách nào để skip nhanh mấy cái bước này không nhở? Đáng lẽ là khi mình đi vào trong cái chỗ hub quest này thì nó phải mở sẵn cho mình mấy cái 6 sao luôn. Còn cái đống 5 sao trở xuống là nó phải gộp chung với cả đống nhiệm vụ ở phía bên ngoài chỗ con bé Hinoa kia. Mình nghĩ là vậy. Đúng không? Đáng lẽ phải thế. Ok. Đi săn lại mấy cái con này nào. Vừa có con muỗi to rắc cái man ra bay ngang qua mặt mình. Làm hết quest làng 6 sao thì nó cho
một nhiệm vụ để skip hết lâu rảnh à? Lúc mình skip hết ý, thì nó sẽ kiểu nó sẽ đánh dấu tất cả những nhiệm vụ đó là mình đã hoàn thành và mình sẽ nhận được full phần thưởng của những nhiệm vụ đó hay là gì bạn? Nếu như nó cho mình kiểu nếu như nó đánh dấu là mình đã làm xong hết và nó cho mình hết phần thưởng luôn đấy thì mình chắc là mình sẽ làm cái đấy đấy, chắc là mình sẽ làm cái nhiệm vụ 6 sao đó. Bởi nghe qua nó khá là nhanh. Nó rất là ngon. Cancel quest này, đi ra bên ngoài. Bạn nói thế thì mình sẽ làm tiếp cái 6 sao ở bên ngoài nói. Là ông có thể bắt đầu làm từ 4 sao hấp quest cơ mà không có thưởng đâu à? Ok, không có thưởng cũng được, cơ mà chắc là nó cũng sẽ đánh dấu tất cả những nhiệm vụ trước đấy là nó đã hoàn thành chứ đúng không? Mình kiểu cái quan trọng mình cần ấy nó là nó cần phải đánh dấu những cái nhiệm vụ kia là nó đã hoàn thành rồi cơ. Chứ nó cho mình skip đến 4 sao mà những cái 3 sao trở xuống nó vẫn bị hiện là chưa hoàn thành thì buồn lắm. Cái OCD của mình nó không cho phép điều đấy. Thì như là từ 2 rank 100 trở lên thì nó mới cho đánh Elder Dragon. Elder Dragon thì mình nghĩ là tầm khoảng nhiệm vụ 7 sao đến 8 sao là nó bắt đầu cho đánh rồi. Chắc là vậy. Mình nghĩ là vậy. Zinogre này. Ấy tờ kiếp nó không gầm nó lao vào luôn mình. Cái phao xong mình cứ tưởng nó sẽ tính đứng gầm cơ. Đi thẳng vào vấn đề luôn chứ không có nói nhiều à, ok. Bổ nè, bổ mông nó 72 đam. Chất mông cứng gớm. Mông săn chắc gớm. Bây giờ mới gầm. Còn mũi vừa xong mình vừa nhanh vừa chắc đến nó vừa đốt cho mình má. Ngứa. Đùi mình nó ngon quá thanh thản nó bay vào kiểu nó bay vào đầu nó đốt. Trời ơi. Cái động tác của cái con Zinogre này nó có nhiều đòn lừa rắc cái màn ra. Mình kiểu có chiều pha mình cứ tưởng là nó tính đứng gồng hay làm gì đấy cả mà không nó đổi chiêu giữa chừng. Hơi bị khó chịu nha. Mấy cái này này. Ok. Ở kìa. Vào tường quay người. Vào tường quay người. Vào tường phát thứ ba. Đam khá to. I don't know.
đánh hai con năm sao đó kịp không kịp bạn. Bây giờ mình biết kiểu mình biết cách dùng vũ khí này rồi thì đánh easy thôi, yên tâm. À đâu, vấn đề là con Magnolia kìa. Con đấy nó vẫn khá là khoai đấy. Tên nó là Magnolia đúng không nhỉ? Chúng chơi Freedom Unite chưa? Mình chưa. Game đấy hình như là độc quyền ở trên máy Switch hay là gì đấy đúng không? Chả nhớ lắm. Quá ghê. Gãy sừng luôn kìa. Hơi tội có bé Xenogre cơ mà đánh chịu. Rồi. Áo. Đợi mình kẹo nhá, sau trận này thì mình sẽ cần phải đi đập cái con muỗi ở phía bên dưới cái bàn của mình cái. Đau cứ. Có nhiều pha mình tưởng nó ngừng rồi cơ mà nó cứ đánh tiếp, khó chịu rất cả man ấy. Cái kiểu cái con Xenogre này nó có rất là nhiều đòn lừa. Nó lừa như kiểu cái thằng Demasking ở bên Dark Souls 3. Đâu đừng khoan, đừng kẹo. Đập mũi cái. Có chịu rất cái màn cho con mũi. Battery 30%.
À, cái lúc mình đi xuống để tìm nó thì lại không thấy nó đâu cả. Chứ nay giờ trong khi mình đang săn cái con Xenogear này kiểu cứ tầm khoảng 10 giây nó lại bu vào chân mình một phát. Mình cố vỗ nó đi rồi cơ mà nó lại cứ bu vào. Đành phải chơi chiến thuật gọi là tắt hết đèn trong phòng đi rồi bật đèn ở một chỗ để cho nó đi ra chỗ nguồn sáng vậy. Khó chịu ra bàn ý. Rất là phân tâm. Hôm nay nhà mình ở bên chỗ mình họ vừa mưa xong, thành ra bây giờ có muỗi vào nhà. Đừng đánh sói nữa kịp mà. Còn 20 phút nữa thì mình hoàn toàn có thể tự tin đó là mình sẽ giải quyết được hai con này. Check xem là có cái Special Quest 3 chưa, có rồi thì không cần đánh à? Ờ, hình như là có rồi. Mình có cái 2 rồi nhá, mình có cái 2 cơ mà mình vẫn chưa đánh. Thế thì chắc là mình sẽ đi đánh cái này nhỉ? Giết tổng cộng là 3 con. Ờ, nếu như giết 3 con thì chắc là mình sẽ tạm thời đổi vũ khí một tẹo nhá. Hay là kệ đi, cứ dùng búa đi. Ba con trong vòng 20 phút. Thoải mái, yên tâm. Trong ba con này thì nó chỉ khó mỗi con Magnolia thôi. Còn mấy con lại thì chạm nhẹ cái chết rồi mà. Một bé đập trượt. Ở kia. Con này người nhỏ quá, thành ra bú của mình đập rất là khó trúng nhá. Một đập lăn lông lốc ra luôn. Vô nhầm đứa rồi. Gãy đuôi này. Vào tường một phát. Vào tường hai phát. Ngã tiếp. Ok, thăm một con. Bao lâu đây? 3 phút à? Mình nghĩ là trên đến 3 phút, tầm khoảng 2 phút thôi. Cái con này này, đập nó không ngóc đầu dậy được đứng luôn ý. Ban đầu mình tính đủ vũ khí để săn ba con này cho nó nhanh cơ mà có vẻ không cần. Tại sao cái con Skino kia mày cứ rên rên cái gì bên tai tao vậy? Why? Dụ dỗ nhau à? Kiểu nó đến mùa động dục thành ra nó cứ phải kiểu đi dụ dỗ người ấy.
Kiểu kiểu thế. Đang đứng xiên thịt quay vợ xong nó cứ kiểu ha ha. Một bé nữa đây này. Game này pause được mà làm gì bao được. Không được nhá. Ấy giời ơi, cái pháo sáng. Mình quên mất là cái con này nó chuyên gia sử dụng mấy cái quả nó lấy được để tạo ra mấy hiệu ứng. Nó dựng đuôi như thế kia để đánh trúng đầu nó kiểu gì đấy. Áo. Kìa rồi. Con này đánh khó trúng đầu nó quá, do nó lúc nào cũng ở trong trạng thái gọi là đứng bằng đuôi đuôi của nó ấy, thành ra mình đánh không tới đầu nó. Chắc là khó chịu nha. Trong đất số 3 càng lên cao thì tìm người để invade càng khó à, đúng rồi bạn. Thông thường thì người ta hay giữ mức level ở tầm khoảng 120 cho đến 90 thôi. PvP ở trong đấu trường thì tốt nhất là 120, còn đi invade thì tầm khoảng 60 cho đến 90, đó. Ok. Magna Malo đã xuất hiện à, tên nó là Magna Malo, không phải là Magnolia, ok. Nhầm tên. Ai giời ơi. Bay đâu đấy? Xuống đây ngay mày. Giờ kiếp nó spam đòn này 4 phát liên tiếp mà cho chắc ăn. Giỏi là đến phát thế nào đi mày. Công làm này. Con này khó chịu quá.
Ai giời, vẫn dính. Đứng im nào. Ok rồi, xong. Con này nó break dance, khó chịu dã man ấy. Còn 10 phút nữa để săn Manamalo này. Kỷ break dance. Break dancing. Không kịp rồi, kịp bạn. Thoải mái. 10 phút nữa là đến 9:55. Và sau đấy thì họ sẽ cần phải chiếu trailer thêm tầm khoảng, họ sẽ cần phải chiếu đoạn opening thêm tầm khoảng 10-15 phút nữa cơ. Thoải mái. Ấy giời ơi, mình cứ tưởng là cái pha vừa xong nó sẽ không thể nào đánh trúng mình được khi mình đứng ở dưới cái góc đấy. Đấy. Quá ngầu. Ấy giời ơi, fuck. Lần đách đã không thế, đách không không ai nữa. Vừa xong mình bị cái gì nổ súng ấy nhỉ? Nó như kiểu lời nguyền ấy. Thông thường game nó có input reading thì cái này thì nó có input hearing. Ow. Tính làm gì vậy? Ai giời ơi. Đây là con hổ hay con gì vậy? Mình cũng chả biết nó là con gì nữa. Chắc là hổ. Ở kìa. Tao ai làm gì em mà em ngã ghê vậy? Vào đây nè. Không tông ngã được nó rồi. Vừa sang bấm nhầm nút. Ai giời ơi.
Ây, bị dính bẫy kìa ngon. Mèo đặt bẫy hộ mình. Khá là nice. Muốn rồi mình dùng nhầm chiêu. Đuối luôn kìa. Ok rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Nice. Mình không biết là ở trong cái nhiệm vụ này thì máu của nó ít hơn so với ở trong những nhiệm vụ khác, hay là do trình của mình giỏi lên thế nhở. Chắc là do với hai đúng không? Chắc là do trình mình lên thôi, chứ không phải là do nó yếu hơn. Chuẩn. Máu ba con chia ra không nhá, máu nó vẫn thế thôi, chẳng qua là do mình trở nên pro hơn nhiều. Mình lên trình, hiểu không? Cái bọn nó đâu rồi nhỉ? Trên kia. Vế hai là rõ, chứ làm gì có chuyện chia máu ấy. Sao mình vừa đập chúng con gì vậy? Đập chiều rồi. Quên chưa mài vũ khí nữa. Ái giời ơi. Ok sao. Cái con Magna Malo này thì nếu mình nhớ không nhầm thì nó cũng là một trong những con quái vật, nó không phải Elder Dragon cơ mà có sức mạnh ngang ngửa với cả Elder Dragon. Cơ mà nó chỉ là 4 sao thôi á. Ít nhỉ? 4 sao, à nhầm, 6 sao. Magna Malo Blade. Nguyên liệu rất hiếm. Tới giờ rồi, ok đây là ăn. Kiểu sau này thì mình sẽ ra ngoài. Mặt kia bảo là mình skip cái này cái gì ấy nhỉ? Xong bấm B à? Skip cái này xong bấm B và mình không thấy nó skip cái đoạn quay trở về làng. Cái chuyện này sang đến 16 phút, cầm ok. Monster Hunter Rise thì hôm nay làm kiểu chưa đến đây nhá. Bắt đầu từ tập sau thì mình sẽ chuyển sang sử dụng những vũ khí khác. Còn bây giờ thì ra ngoài xem và phân tích chiêu lừa của Elden Ring nào.